Vâng thế giới từ xa xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay là chủ nhật ngày 14 tháng 1 năm 2024 Vâng thưa quý vị và các bạn Trong tuần vừa qua có rất nhiều quý vị và các bạn Ở các tỉnh lân cận giáp Hà Nội Vâng cách 60-70 cây Thậm chí 100 cây số đã đến shop thế giới từ xa Để lựa chọn cho mình những bộ ấm chén từ xa thật là đẹp để siêu tầm cũng như là để đón xuân 2024. Vâng thưa quý vị và các bạn, phải nói rằng trong năm vừa qua, phong trào chơi ấm từ xa, sưu tầm ấm từ xa và thưởng thức trà ở Việt Nam ngày càng một rất là phát triển. Vâng, đó cũng là phần một phần nỗ lực của kênh Thế giới từ xa được rất nhiều quý vị và các bạn trên toàn quốc cũng như là trên thế giới yêu mến và cũng là một cái sự nghiên cứu sự tìm tòi của tất cả quý vị và các bạn những người thích sưu tầm ấm từ xa và đam mê và yêu mến các loại trà vâng và để đáp ứng tất cả các cái kỳ vọng của quý vị chúng tôi luôn luôn nhập những lô âm chén từ xa thật là mới thật là đẹp để về phục vụ tất cả quý vị và các bạn và hôm nay chúng tôi giới thiệu quý vị và các bạn 12 mẫu ấm từ xa vừa mới về vâng rất đẹp rất phong cách và giá rất hợp lý thưa quý vị và đây là tổng thể của 12 mẫu ấm từ xa vừa mới về để dành cho quý vị và các bạn sưu tầm cũng như là đón xuân 2024 vâng vâng thưa quý vị và các bạn đầu tiên đó là một cặp đôi ấm từ xa rất đẹp rất phong cách dành cho quý vị và các bạn thưởng trà cũng như là chơi đồ phong thủy vâng đầu tiên tác phẩm số 1 là một chữ ấm từ xa có một cái tên gọi rất hay vâng đó là tác phẩm ấm từ xa thuận buồm xuôi gió vâng thưa quý vị tổng thể chữ ấm thì như là một cái con thuyền vượt sóng ra khơi và có những cái họa tiết đó là những cái con sóng đắp nổi và chất đất nguyên khoáng đại hồng bào vâng thưa quý vị thuận buồm xuôi gió đó là mơ ước của rất nhiều người chúng ta một cái cuộc sống tốt đẹp và mọi điều viên mãn làm ăn thuận lợi thuận buồm xuôi gió và chiếc ấm dùng chất đất nguyên khoáng đại hồng bào họ tiết lời bật đó là phần cái lắp ấm lắp ấm cũng hình một con thuyền với những cánh buồm lo gió ra khơi vâng một tác phẩm rất hay và ý nghĩa trong ngày xuân phải nói là tuyệt vời một màu đỏ rất đẹp và tác phẩm của chúng ta lọc 10 lỗ dung tích 190 ml giá 790.000 tác phẩm số 1 Tác phẩm số 2 vẫn là một chiếc ấm rất phong thủy vâng một chiếc ấm từ xa có tên gọi rất hay đó là chúc phúc. Chúc phúc có nghĩa là chúc mọi điều tốt lành, chúc phúc phận tốt lành đến mọi nhà, đến gia chủ. Vâng. Và tổng thể chiếc ấm thì có dáng là tây thi như ý. Với cái phần vòi và phần quay ấm là họa tiết của hai cái cành trúc và mặt bên phải có khắc bốn chữ thường lạc chi túc có nghĩa là có nghĩa là biết đủ mọi, mọi thứ vâng biết đủ cuộc sống lên biết đủ thì sẽ mang lại cái điều hạnh phúc vâng phải biết an nhiên với cuộc sống hiện tại phải biết bằng lòng với những cái gì mình đang có thì cuộc sống nó rất là nhẹ nhàng và mang lại nhiều điều tốt lành và mặt bên trái là phần khắc chìm một cái cành trúc vâng nét khắc rất là đơn sơ mộc mạc và rất đẹp cái phần núm nắp đó là họa tiết của một chú rơi rơi trong phong thủy rất tốt và vâng, mang lại tiền tài phúc phận cho gia chủ Chiếc ấm của chúng ta là lọc 10 lỗ. Lọc chìm rất đẹp. Tác phẩm 330mm giá 880.000. Tác phẩm số 2. Và thưa quý vị và các bạn tiếp theo. Đó là bộ 4 tác phẩm ấm từ xa. Cùng một dáng ấm. Vâng. Đó là dáng ấm thủy bình. đối với dáng ấm thủy bình ý, thì chúng ta đặt trong một chiếc ấm trong một cái an nước thì chiếc ấm sẽ nổi như là một cái con thuyền vâng ấm là làm rất là cân mặt khác cái vòi ấy, vòi ấm nó sẽ có cái độ vát đẹp đấy rất là nhọn ở cái phần vòi ấm khi gió nước ra thì nước nó sẽ chảy cong vút lên và chảy rất là thẳng và tác phẩm số 3 đó là chiếc ấm thủy bình chất đất hắc lê nguyên khoáng chiếc lề lọc 10 lỗ họa tiết trơn 190 mm giá 680.000 tác phẩm số 3 Tác phẩm số 4 vẫn là chiếc ấm dáng thủy bình. Chất đất nguyên khoáng đại hồng bào Nhưng mà cái chiếc ấm này thì đất rất là bóng, đẹp và màu đậm sâu, vâng. Đây là một mẫu ấm từ xa mà shop bán rất chạy. Vâng. Những lần trước về thì hầu hết quý vị và các bạn mua rất nhanh. Và rất nhiều quý vị và các bạn phải nói là rất buồn khi mà mua hàng chậm không mua kịp. Hoặc là số lượng ấm từ xa quá ít, không đủ đáp ứng quý vị. Vâng. Đối với chiếc này thì họa tiết mặt bên phải đó là phần đắp nổi một cái bông hoa mai đỏ. Vâng. Và một cái bông hoa trắng rất đẹp. Bên trái là chữ thư pháp đắp nổi đặc biệt của chiếc ấm này đó là lọc tổ ong 188 lỗ dùng thưởng trà trực tiếp không cần phải dùng tống nữa vâng tác phẩm số 4 200 ml giá 760.000 và tác phẩm số 5 vẫn là chiếc ấm dáng ấm thủy bình chất đất nguyên khoáng lại hồng bảo và chiếc này thì khắc bát nhã tâm kinh lên toàn bộ ấm vâng đối với những chiếc ấm mà khắc bát nhã tâm kinh thì phải nói là một cái độ cầu kỳ của người nghệ nhân chất đất tuyệt vời lọc 10 lỗ tác phẩm số 5 200 mil giá 1 triệu 580 ngàn. Và thưa quý vị và các bạn, tác phẩm số 6 sẽ có những cái sự ám ảnh đối với quý vị và các bạn khi mà nhìn cái tác phẩm ấm thủy bình này. Vâng. Đó là một chiếc ấm dáng thủy bình trên đất nguyên khoáng đại hồng bào. Họa tiết nổi bật đó là phần rát vàng, viền nắp ấm, rát vàng, à, miệng, của ấm từ xa và bọc vàng phần núm lắp phần rát vàng à, vòi và một chút có một cái điểm bọc vàng ở phần quay ấm họa tiết toàn bộ thân ấm là trơn thủ công toàn chế lọc 10 lỗ đây là một chiếc ấm nhỏ tác phẩm số 6 190ml giá 1 triệu 580 ngàn và ấm của một cái nghệ nhân nữ một nghệ nhân nữ rất là xinh gái vừa có tên là Vương Hỏa Sơn một nghệ nhân nữ rất là xinh gái và tác phẩm ấm cũng rất đẹp vâng. Vâng thưa quý vị, tiếp theo đó là một cặp đôi ấm từ xa hoàn hảo. Một cặp đôi rất thích hợp với năm sắp tới 2024. Đó là năm tới là năm rồng, vâng. Năm Thìn. Đây là cặp đôi ấm từ xa cùng chất đất nguyên khoáng hắc lê. Và cùng là họa tiết vẽ rồng lên toàn bộ thân ấm đây là phần nét vẽ thủ công rất là cầu kỳ vâng một chú rồng rất đẹp một cặp đôi ấm từ xa dành cho năm rồng 2024 đấy ạ vâng chiếc đầu là chiếc ấm dáng phỏng cổ lọc 10 lỗ Tiểu đành như chuông 210ml Giá 1 triệu 580 nghìn Chiếc số 2 Trong cái cặp đôi này Đó là chiếc ấm dáng thủy bình Vẫn là họa tiết Vẽ dòng lên thân ấm Long hí thủy Vâng Rất là tuyệt vời Tác phẩm số 8 230ml Giá 1 triệu 580 nghìn Lọc 10 lỗ Và cặp đôi ấm tử xa Cùng họa tiết rồng Đó vẫn là của một nghệ nhân nữ Đây ạ Nghệ nhân Quản Hải Yến Thưa quý vị Và thưa quý vị và các bạn Tiếp theo đó là một bộ ba tác phẩm ấm từ xa một bộ ba tác phẩm ấm từ xa chất đất thì tuyệt vời vâng đối với những người siêu tầm ấm từ xa và đam mê ấm từ xa như chúng tôi thì đây gọi là chùm cuối của chất đất từ xa đó là chất đất chu sần nguyên khoáng hạt to vâng hạt khoáng khá là to của cái cặp ba ấm từ xa này một cặp ba đẹp ạ và chúng ta khi dùng một thời gian chịu khó dưỡng ấm và đổ nước sôi lên trên ấm ấy thì ấm sẽ có một cái màu lâu đỏ sậm vâng đây dần nó sẽ thành cái tác phẩm như thế này đây đỏ sậm tuy nhiên cái bộ ba này thì không thể khoáng to bằng chữ ấm mà tôi đang dùng được. Vâng. Đây là chiếc ấm của trung tâm nghiên cứu gốm cổ và là mẫu đặt hàng riêng của shop. Trên thị trường cũng có những chiếc ấm từ xa gần giống như thế này. Nhưng mà độ sần sẽ không bằng, không bao giờ bằng được chữ ấm. Và thứ hai nữa, đây là cái phần chúng tôi đặt hàng riêng. Đấy. Sửa người ta dát vàng thủ công vàng đan rất là cầu kỳ trông như là đan bằng máy ấy. nhưng đây là họa tiết làm thủ công đấy thưa quý vị và đây là bộ ba tác phẩm ấm từ xa chất đất chu sần chiếc thứ nhất là chiếc ấm dáng thạch biểu chiếc này lọc 10 lỗ họa tiết trơn 180 ml 2 triệu 380 nghìn Tác phẩm số 9 Và tác phẩm số 10 Đó là chiếc ấm Chất đất chu sần dáng ấm Tư đình Chiếc này lọc 7 lỗ 180 ml 2 triệu 380 nghìn Số 10 Và thưa quý vị số 11 Đó là chiếc ấm dáng ấm suýt chỉ Vẫn ở chất đất chu sần Số 11 Và 250 ml 2 triệu 580 nghìn Chiếc này lọc 10 lỗ chiếc này thì quý vị có thể dùng 5 người đổ lại để thưởng trà vẫn hợp và vâng. và đây là một cái bộ ba ấm từ xa chất đất tuyệt vời của nghệ nhân quản hải yến vâng một nghệ nhân rất là xinh gái và thưa quý vị tác phẩm số 12 của video ngày chủ nhật vâng một chiếc ấm từ xa chiếc ấm dáng ấm mỹ nhân kiên chất đất hồng bì long nguyên khoáng và chiếc này thì tỷ lệ khoáng khá là cao quý vị hãy cảm nhận trên bề mặt của thanh ấm từ xa lọc bảy lỗ đẹp không ạ Đấy. mặt bên phải là có phần đắp nổi Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát Vâng Đây là phần đắp nổi Và chiếc ấm của chúng ta là thủ công toàn chế Chiếc lúm lắp rất đẹp Và cách điệu Của Đức Phật Thích Ca Mô Ly Vâng Đẹp không ạ các hạt khoáng nổi long lanh trên bề mặt ấm giáng ấm mỹ nhân kiên nắp chìm và đương nhiên rồi trước này của nghệ nhân vâng tác phẩm bao gồm một bằng nghệ nhân đoàn Nệ quyên thưa quý vị hôm nay phải nói là rất nhiều nghệ nhân nữ rất nhiều tác phẩm đẹp và trao chuốt bao gồm một bằng nghệ nhân và một quyển catalog của nghệ nhân đoàn lệ quyên này vâng một nghệ nhân nữ nhưng mà rất là giỏi thưa quý vị tác phẩm của chúng ta là số 12 dung tích 250 ml giá 2 triệu 880 nghìn tác phẩm số 12 và thế giới từ xa giới thiệu luôn với quý vị và các bạn chiếc bàn trà đây ạ bằng gỗ tử đàn Nam Phi đây là bàn trà nguyên khối là một tấm gỗ luôn quý vị hãy cảm nhận vân gỗ cái, cái dòng gỗ này thì chịu nước rất là tốt quý vị dùng 235 thoải mái không bao giờ ảnh hưởng gì đấy rất là đẹp và có cái kích thước là dài 50 phân rộng 23 phân đây ạ. và dày 5 phân. Dày 5 phân nguyên khối. Đây ạ, độ dày ạ. Đây là mẫu bàn trà mới nhất trong năm 2024 mà chúng tôi vừa nhập. Đó là có cái phần thủng trên cái mặt bàn trà để thoát nước xuống dưới. Và ở phía dưới có một cái khay bằng nhựa. Chúng ta có thể đổ nước trực tiếp xuống đây sau đó chúng ta khi mà nước đầy lên cái khay này chúng ta bê khay đi đổ hoặc có thể dùng cái hệ thống cái, thậu, cái hệ thống dây dẫn đấy ạ đấy dây dẫn bằng nhựa và có quả bóng này đấu vào cái phần thoát nước này đây mở cái này ra à, đây đấu vào đây sau đó dòng cái dây này xuống một cái thùng rác để nước chảy từ trên cái bàn trà này xuống thẳng cái thùng rác vâng có hai cách rất là tiện dụng vâng mẫu bàn trà dung tích 50 à, xin lỗi quý vị kích thước là 50 x 23 x 5 dày 5 phân nguyên khối cái lặng khoảng 8 cân giá 2 triệu 580 nghìn đã bao gồm hệ thống dây dẫn rồi Vâng thưa quý vị và các bạn hôm nay là chủ nhật ngày 14 tháng 1 năm 2024 shop thế giới từ xa giới thiệu quý vị và các bạn một lô ấm từ xa vừa mới về vâng dành cho quý vị và các bạn chơi tết 2024 và đón xuân cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video mọi tư vấn liên lạc giao dịch trao đổi xin quý vị vui lòng liên hệ theo số này like. 0917 828186 và chúng tôi ở Long Biên Hà Nội vâng ngày chủ nhật cuối tuần cũng xin kính chúc tất cả các trà hữu thật nhiều sức khỏe vui vẻ đầm ấm bên gia đình và người thân xót thế giới từ xa xin chào và hẹn gặp lại